Quá trình điều tra bổ sung, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã kê biên đối với căn hộ chung cư của tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không trọng thương và tài xế Grab tử vong để đảm bảo trách nhiệm bồi thường cho các bị hại. Theo dự kiến, ngày mai 12 tháng 7, tòa án nhân dân quận Phú Nhuận sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Mỹ Trần Hoàng Phong, 34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Phong là tài xế xe Mercedes gây tai nạn khiến nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hương, 28 tuổi thương tật 79% và ông Lê Mạnh Thường, tài xế xe Grab, tử vong. Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã tuyên phạt phong 7 năm sau tháng tù, buộc bồi thường 1,4 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Bích Hường và 477 triệu đồng cho gia đình ông Lê Mạnh Thường. Sau phiên sơ thẩm, chị Hường đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Về phía phong, cho rằng bản án quá nặng, bị cáo cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm hồi tháng 4 năm 2021, sau khi nghị án, bất ngờ tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, do cần phải xem xét nguồn gốc căn nhà là của bị cáo Phong hay của mẹ bị cáo. Trong phần xét hỏi, bị cáo Phong khai, căn hộ này thực chất là của mẹ anh ta. Do vào thời điểm mua căn nhà này mẹ bị cáo không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân nên để Phong đứng tên mua căn nhà. Còn mẹ Phong là bà Mở cũng khẳng định căn nhà trên là do cha bà trước khi chết có cho 800 triệu đồng, cộng với bà vay mượn thêm để mua. Do trước đây bà vi phạm pháp luật phải đi tù. Khi ra tù không được các anh chị em nhập khẩu lại nên không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân nên để con trai đứng tên mua căn hộ dùng. Quá trình điều tra bổ sung, con gái ông thường yêu cầu bồi thường tổng cộng 417 triệu đồng, trước đó đã nhận 60 triệu đồng. Chị Hương cũng đòi bồi thường thêm 300 triệu đồng để chi phí cho phẫu thuật sắp tới, nâng tổng số tiền mà chị Hương đòi bồi thường lên 1,7 tỷ đồng. Quá trình điều tra bổ sung, ngày 14 tháng 2 năm 2022, công an quận Phú Nhuận đã ra lệnh kê biên đối với căn hộ tại chung cư Dream Home, phường 14, quận Gò Vấp là tài sản của Phong để đảm bảo trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại. Theo truy tố, 5 giờ sáng ngày 30 tháng 1, mùng 6 Tết canh tí, Phong lái chiếc xe Mercedes từ tầng hầm tòa nhà số 108 Hồng Hà, quận Phú Nhuận, về ngã tư Hoàng Minh Giám. Khi đến số 123 Hồng Hà, do không làm chủ tốc độ, Phong đã lao xe sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy của ông Lê Mạnh Thường. Lúc này, ông Thường đang chở chị Nguyễn Thị Bích Hường lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm ông thường tử vong tại bệnh viện. Chỉ hường may mắn thoát chết nhưng bị thương tật lên tới 79%.